chào các bạn. Chào mừng bạn đến với series Đọc sách cùng chuyên gia do Hướng nghiệp Sông An thực hiện. Tôi là Phoenix Hồ, giọng đọc chính của chúng ta trong series này. Chương trình Đọc sách cùng chuyên gia sẽ tạo điều kiện cho các bạn, đặc biệt là các bậc cha mẹ chưa từng có hay có rất ít hiểu biết về hướng nghiệp, bước đầu trải nghiệm lĩnh vực này với sự dẫn dắt của một chuyên gia hướng nghiệp. Nội dung chia sẻ được trích dẫn từ cuốn sách Cùng con định hướng nghề nghiệp, thêm vào đó là góc nhìn mới cho chuyên gia gợi mở. Lịch phát sóng của chương trình là vào 8 giờ 30 tối thứ năm cách tuần tại Facebook fanpage Hướng nghiệp Sông An. Cách tìm hiểu sở thích, khả năng tự nhiên của con. Gần gũi, trò chuyện với con và quan sát con hàng ngày. Cha mẹ không chỉ ảnh hưởng tới tính cách, sở thích, khả năng của con qua di truyền, mà còn ảnh hưởng rất mạnh tới sự phát triển, lòng tự tin và những sự đam mê của con qua việc tiếp xúc, cách nuôi dưỡng và dạy dỗ con của mọi người. Nhiều cha mẹ phàn nàn rằng, con mình lúc nhỏ sao mà dễ thương, ngoan ngoãn, dễ bảo thế, mà sao lúc lớn nó thay đổi quá chừng. Mình nói gì nó cũng chống đối lại. Nhà không thiếu thứ gì, nó muốn gì mình cũng đáp ứng cho nó ngay, không bắt nó làm việc gì để nó tập trung và học cho giỏi. Nhưng nó chẳng chịu học hành gì cả, chỉ thích chơi game hoặc đi chơi với bạn bè. Thành tích học tập thì không thể chấp nhận được, vân vân và vân vân. Nói tóm lại là con cái không được như kỳ vọng của cha mẹ, làm cha mẹ lúc nào cũng lo lắng nhưng không biết giải quyết cách nào. Về phía con, các em có nhận xét như thế nào về cha mẹ? Nhiều bạn trẻ đã tâm sự, mình biết cha mẹ mình rất thương mình, yêu quý mình và mong muốn những điều tốt đẹp cho mình. Nhưng cha mẹ chẳng hiểu được là mình thích gì, mình mong muốn điều gì và mình có thể làm tốt những việc gì. Cha mẹ luôn áp đặt những suy nghĩ, những điều cha mẹ muốn lên mình. Mình không thích điều đó. Như vậy là giữa cha mẹ và con cái có nhiều suy nghĩ và nhận thức không tương đồng với nhau. Lý do có thể là do khoảng cách thế hệ, có thể là do cha mẹ bận lo toan với cơm áo gạo tiền hàng ngày, nên không có thời gian gần gũi, quan sát, chia sẻ cùng con. Ở nhiều gia đình, do tính chất công việc bận rộn, cha, mẹ và con chỉ gặp nhau vài ba lần mỗi tuần. Gặp nhau, bố mẹ thường chỉ quan tâm hỏi xem dạo này con học hành thế nào, con đã làm những gì, con ăn uống chưa, vân vân. Cha mẹ ít có dịp quan tâm, trò chuyện, chia sẻ hay hỏi thăm cảm xúc của con. Một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy, yếu tố gia đình có ảnh hưởng cực kỳ mạnh mẽ tới sự phát triển nhân cách và hướng nghiệp cho trẻ. Mỗi ngày, cha mẹ chỉ cần ở cạnh con khoảng 20 phút có chất lượng, làm bạn cùng con, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, để biết được những suy nghĩ, những cảm xúc, cảm nhận của con, những điều làm con vui và những điều con làm tốt. Từ đó có sự động viên, khuyến khích và từng bước định hướng nghề nghiệp cùng con, thì hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc chỉ dùng mệnh lệnh và lấy vai trò của cha mẹ để áp đặt lên con. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Đọc sách cùng chuyên gia. Hẹn gặp lại các bạn trong 2 tuần nữa. Chúc cả nhà ngủ ngon.